Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nguyễn Công Trứ và những giai thoại ngông thấu trời xanh. Nguyễn Công Trứ là nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, nổi tiếng là vị quan thanh liêm, tài trí hơn người, nhưng có lối sống tự do và vô cùng ngang tàn, ngạo nghễ. Nguyễn Công Trứ, tên tục là Cũng, tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu là Hy Văn, sinh ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tuất, tức là năm 1788, người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Theo một số tài liệu thì ông sinh ở Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng ngay từ bé thì cậu bé Cũng đã nuôi ý tưởng làm nên nghiệp lớn với tuyên bố đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Năm 1819, Nguyễn Công Trứ thi đậu giải nguyên và được bổ đi làm quan. Bây giờ đã 31 tuổi, ông là người văn võ song toàn, làm tới chức Uy Viễn tướng Công binh Bộ Thượng thư, nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt hạ tới 3-4 cấp. Thông minh từ nhỏ, theo một số giai thoại thì ngay từ khi lọt lòng mẹ, Cũng đã tỏ ngay sự ngông bướng bằng cách không chịu mở mắt hay khóc như những đứa trẻ sơ sinh khác, dù người nhà đem hết nồi đồng, mâm thau cua gõ liên hồi. Đến khi cả đám người lớn đã mỏi rã rời, lắc đầu thì cậu mới cất tiếng khóc đầu tiên, oang oang như tiếng chuông đồng. Thổi nhỏ thì cậu bé Cũng học rất giỏi, thông minh lại tinh nghịch, lém lĩnh, nổi tiếng là thần đồng. Tài cao, trí sắc, đọc rộng, nhớ nhiều, những câu đối đáp lỗi lạc của cậu bé Cũng gây cho mọi người nỗi kinh ngạc và thú vị. Khoảng 10 tuổi, Cũng theo cha trở về Hà Tĩnh quê nội. Trong làng có ông Đồ Trung tốt bụng, đứng ra mời thầy Đồ về nuôi trong nhà để trẻ con ở trong làng tới học. Trong đám trò đó có Cũng. Một hôm khi cả lớp đang ngồi học, ông chủ nhà chợt nổi hứng đi vào và xin thầy cho phép ra với đối. Được thầy đồng ý, ông Đồ Trung nói: "Ta có câu đối này, trò nào đối hay và nhanh sẽ được thưởng 1 quan tiền." Rồi ông ta chỉ về phía cây đại đứng ngoài vườn, đọc với đối: "Ngoài vườn cây đại nở hoa đại." Các học trò ngồi nhìn nhau, mặc dù rất thèm quan tiền, nhưng không ai tìm được vế đối lại. Thấy cả lớp im lặng, thầy học lên tiếng dục, chỉ có cậu bé Cũng ra vẻ ngập ngừng khó nói. Thầy hỏi: "Trò Cũng, sao không đối đi?" Cũng khép nép thưa: "Thưa con sợ bị quở phạt ạ." Ông chủ nhà khuyến khích ra vẻ rộng lượng: "Trò cứ đối, nếu hay thì ta sẽ thưởng cho, còn nếu có điều gì sơ suất thì ta và thầy cũng không bắt lỗi trò đâu." Được lời, Cũng nghiêm chỉnh đứng dậy đọc: "Trong buồn ông Trung ấp bà Trung à." Vế đối rất chuẩn: trong đối với ngoài, đại đối với trung, và nở thì đối với ấp, khiến cho ông Đồ Trung đỏ mặt im lặng. Thầy trò cả lớp được một trận cười nghiêng ngã, và tất nhiên Cũng được nhận 1 quan tiền. Lúc còn trẻ thì Nguyễn Công Trứ là người rất tinh nghịch, thường hay lãng vãng vào các miếu long thần thổ địa ở làng để chơi đùa, vẽ bậy. Có lần lại bê cả xôi, chuối, rượu, thịt ở bệ thờ về đánh chén, khiến thủ từ cứ nghi mà chẳng dám kêu ca. Một buổi tối, Nguyễn Công Trứ lẻn vào miếu lấy rượu, thịt xuống nhắm say cướp, rồi lại nâng chén ghé mãi vào miệng long thần. Thấy vào tượng cứ ngồi yên không nhúc nhích, ông tức mình vật ngửa tượng ra, đổ rượu vào mồm, đánh cho mấy bạt tay rồi mới đi về. Sáng mà tỉnh dậy, không biết là ông hối hận hay nghĩ thế nào mà lại làm bài thơ rồi đem ra dán ở miếu để tạ long thần: "Hôm qua trời tối tới chơi đây, đánh phải long thần mấy cẳng tay, khi tỉnh thời nào ai có dám say." Bây giờ thì ông từ mới vỡ lẽ, nhưng thấy anh học trò có lời thơ sắc sảo hài hước, cũng bật cười, chỉ răng đe qua loa chứ không đem ra bắt vạ. Một lần khác thì gần làng Uy Viễn của Nguyễn Công Trứ có một ngôi chùa. Vị sư trụ trì ở đây là người có tài cao học rộng nhưng rất kiêu ngạo, hiếu thắng. Ông này thường tự cho mình là nhất thiên hạ, xem thường cả nho Cũng, vốn từ lâu đã nổi tiếng thần đồng khắp vùng. Biết vậy, ông cũng hiếu thắng, tìm dịp gặp thử tài cao thấp. Nhưng một hôm rảnh học từ tỉnh thành trở về thăm nhà, nho Cũng bèn tìm tới chùa nọ chơi. Đến nơi thấy ngoài sân trong điện không có ai, cũng lại đang khát nên đi thẳng vào bếp chùa để tìm nước uống. Thì gặp sư trụ trì đang lúi húi bên bếp, quay lại nhìn người lạ, vị sư buông ra một câu không mấy hiếu khách. Khách khứa kể chi ông núp bếp. Cậu cũng nhìn quanh thấy một cái vại, tức là đồ bằng sành dùng để muối cà hay dưa, ở góc bếp, liền ứng khẩu đổi lại: "Trai chay mà có vại cà sư." Câu này thực ra được nói lên rất vô tình, nhưng vị sư kia lại cho rằng Nho cũng tâm ý chăm biến mình có tư tình với bà Vải, nên chắp tay nhìn lên tượng Phật đọc một câu như thanh minh cho sự đứng đắn của mình: xin chứng minh cho Nam Mô A Di Đà Phật. Nho cũng chỉ vào cái kiềng trên bếp và cất tiếng đối lại: có giám sát đó, Đông Trụ Tư mệnh táo quân. Đông Trụ Tư mệnh táo quân là thần coi bếp, cầm giữ bản mệnh của gia chủ, bên mời Phật, bên mời thần ra minh chứng. Quả thật là hay, lại Đông đối với Nam, quân đối với Phật, thì thật là tài. Đến đây thì vị sư vừa tức vừa hoảng, không ngờ gặp phải đối thủ trẻ tuổi mà cao cường đến vậy, liền hạ một chiêu cuối cùng, vừa vỗ ngực ta đây vừa hăm dọa đối thủ. Thuộc 36 quyển kinh, chẳng thiên địa thánh thần nhưng khác tục. Nho cũng đáp ngay: hay 8 vạn tư mặc kệ, không quân thần phụ tử đếch ra người. Vị sư đành nín thinh chấp nhận thua cuộc, từ đó không dám cao ngạo nữa. Lại có người kể, chuyện chưa dừng lại ở đấy, Nho cũng đắc thắng ra về. Nhưng vừa bước đến giữa sân thì hai con chó nhà chùa sổ ra cắn, may có chú Tiểu ngăn mãi mới được. Nho cũng dừng lại nhìn quanh chùa, rồi ngâm hai câu như một lời nhắn gửi: Bụt cũng hiền lành, sư cũng khá, còn hai con chó chữa từ bi. Cao ngạo cả khi về già. Gần 30 năm tận tâm lăn lộn trốn quan trường, Nguyễn Công Trứ mấy lần dân sớ xin nghỉ hưu nhưng vua vẫn không cho. Khi đã qua tuổi thất thập, ông lại lần nữa dân sớ lên vua Tự Đức, vừa lên ngôi và lần này thì được phê duyệt về nghỉ với chức quan Phủ Doãn Thừa Thiên. Ngày nhận sổ hưu với 170 quan tiền, Nguyễn Công Trứ liền rầm rộ tổ chức một bữa tiệc chia tay bạn bè, đồng liêu trên dưới. Gia nhân tấp nập mượn nhà, mua sắm lễ vật, cơm rượu đề huề và thật nhiều chó, những 40 con chó đủ loại sắc thể. Các quan khách kéo đến rất đông, ngửi mùi cày chế biến thơm lừng, chỗ này chỗ kia chạy tiếng trầm trồ to nhỏ: ôi thịt chó, chó nhiều quá. Dường như chỉ chờ có vậy, cụ thượng hưu đứng dậy vuốt râu dõng dạc và chỉ quanh khắp lượt nói: dạ thưa, đúng như vậy đấy ạ, đúng là trên dưới, trong ngoài, lớn bé, tất cả đều là chó hết cả ạ. Về hưu, nhưng cụ thượng Trứ không ở lại làng Uy Viễn mà vào ở cạnh một ngôi chùa trên núi Cảm Sơn thuộc xã Đại Nại gần tỉnh Hà Tĩnh bây giờ, và thường cưỡi bò vàng đạp ngựa đi chơi đây đó. Người đời truyền tụng để diễu và răn dạy những kẻ hay đàm tiếu những chuyện thị phi ganh ghét của viết thơ lên chiếc mo cau rồi buộc sau đít bò. Nhiều người còn nhớ hai câu: miệng thế khó đem bưng nó lại, lòng mình chưa dễ bốc ai coi. Thiên hạ thấy vậy lại đua nhau bàn tán: kẻ bảo cụ chán đời, người bảo cụ ngạo thế, cụ chỉ ngất ngưỡng cười, nghêu ngao thơ, bất tận chơi mà chẳng bận lòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!